Nguyễn Hiếu và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe cứu thương gặp nạn trên đường, Bình Nhi 1 tuổi tử vong. Hơn 110.000 trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh vi phạm phạt nguội. người dân lội bùng làm sạch dòng nước đen ngầm bằng bè thủy sinh. Bắt 3 đối tượng cướp gần 3,8 tỷ đồng trong ngân hàng rồi tìm cách trốn thoát. Bộ thông tin và truyền thông và các nhà mạng sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh. Gặp gỡ nhà nông chăn nuôi heo trồng bưởi da xanh thu về hơn 15 tỷ đồng mỗi năm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình ô tô cứu thương đang chở cháu bé một tuổi đi cấp cứu thì bất ngờ mất lái, lao lên giải phân cách giữa đường, tông vào trụ đèn rồi lật ngang. Bệnh nhi sau đó được đưa đến trung tâm y tế nhưng đã không qua khỏi. Lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Lắk Lắp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk Lắp. Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương mang biển kiểm soát 47B 01424 do anh Võ Giang Quy, 38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắc điều khiển, chở theo bệnh nhi CMN, 1 tuổi, đi cấp cứu cùng người thân. Khi đến trung tâm thị trấn Kiến Đức, xe bất ngờ lao lên giải phân cách giữa đường, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật ngang. Sau khi tai nạn xảy ra, cháu anh N được một xe cứu thương khác đưa đến trung tâm y tế quyện Đắk Lắk cấp cứu, nhưng bệnh nhi đã tử vong. Sáng nay trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xe tải do tài xế Võ Ngọc Tùng, 30 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên điều khiển, đã bất ngờ tông vào một xe tải đông lạnh, gây tai nạn liên quan với xe máy, xe đạp điện, khiến ba người tử vong. Cú tông mạnh khiến ô tô tải đông lạnh lao về phía trước, đâm vào xe đạp điện do người phụ nữ 66 tuổi điều khiển đang chở bé trai 12 tuổi và tiếp tục đâm vào người đàn ông 65 tuổi đi xe máy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến ba người trên hai xe này tử vong. Tài xế xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Gia chạm giao thông liên quan cũng vừa xảy ra trên đường tỉnh 741, đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe container đã tông hai xe ô tô dừng đèn đỏ, may mắn là không có người bị thương. Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay, container kéo theo rơ móc chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường tỉnh 741, hướng từ tỉnh Bình Dương đi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đến ngã ba có tín hiệu đèn thuộc ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến. Phương tiện bất ngờ tông vào xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Gia chạm mạnh đẩy xe ô tô về phía trước, tiếp tục tông vào một xe ô tô khác, tạo nên chuỗi gia chạm liên quan. Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ gia chạm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin về việc tiến hành xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh tước phạt nguội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ở Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong 10 tháng qua, thì lực lượng chức năng đã trích xuất và hoàn thiện hồ sơ hơn 110.000 trường hợp vi phạm phạt nguội. Trong 10 tháng năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất hoàn thiện hồ sơ hơn 110.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera phạt nguội. Trong số này có hơn 20.000 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt nộp vào ngân sách hơn 35 tỷ đồng. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc phạt nguội giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông, giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra kiểm soát, nhưng vẫn đảm bảo được tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, xử phạt nguội bằng hệ thống camera giám sát còn giúp phát hiện nhiều vụ việc khác về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, ung tắc giao thông để kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết vụ việc, giải tỏa ung tắc giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Chuyển sang ghi nhận về cháy nổ, căn nhà một trệt hai lầu trên đường Nguyễn Quanh, quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã bốc cháy dữ dội, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, người dân sống trong hẻm 41 đường Nguyễn Quanh, phường 10, quận Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt hai lầu trong hẻm. Ngay sau khi tiếp cận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Dấp đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ghi nhận tại hiện trường do căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Dù cháy không có thương vong về người nhưng đã làm thiệt hại nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để góp phần làm sạch dòng chảy, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tình nguyện lội bùng, thiết kế và lắp đặt bè thủy sinh để cải thiện môi trường nước. Và sau khi hạ thủy bè thì những kênh rạch đen ngòm đã khoác lên áo mới, trong xanh và sạch sẽ hơn hẳn. Sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Nhằm tuyên truyền bảo vệ và cải thiện môi trường trong khu dân cư, nhiều người dân ở phường Thành Lộc quận 12 đã tự nguyện cùng nhau tổng dọn vệ sinh, dớt rác, làm cỏ, khơi thông dòng chảy kênh rạch, đồng thời lắp đặt năm bè cây thủy sinh Bè thủy sinh được làm bằng ống nhựa, khung sắt và lưới sắt cố định chứa 40 đến 60 cây thủy trúc. Các cây thủy sinh này sẽ hỗ trợ làm sạch nước tự nhiên do phần thân và rễ có vai trò như bộ lọc, chuyển các chất ô nhiễm thành sinh khối của cây và cung cấp bổ sung oxy vào nước. Môi trường nước của các cái tuyến canh rạch nó chưa được uh, cải thiện, uh, do đó là từ cái hoạt động tình nguyện thì uh, bản thân cũng như là các bạn trẻ của phường uh, có cái sáng kiến là mình sẽ cải tạo, cải thiện cái nguồn nước ở các cái tuyến kênh rạch bằng cái việc là uh, lắp đặt thiết kế các cái bè thủy sinh tận dụng những cái vật liệu rẻ như là ống nhựa PVC và cũng như là cái những cái cây thủy trúc là trên địa bàn phường Thanh Lộc có thể trồng được và bên cạnh đó thì là cũng mang lại cái giá trị kinh tế là có thể mình có thu hoạch cái cây thủy trúc để mà bán cho những cái tiệm hoa để người ta có thể mà chung hoa cho những cái dịp lễ Tết. Các bè được đặt cách nhau khoảng 20 mét có neo cố định và có thể lên xuống theo mực nước ra vào tuyến rạch. Những lúc nước cạn, nước tích trữ ở rễ giúp cây không ảnh hưởng. Khi nước lên lại, cây vẫn tiếp tục sinh sống và phát triển tiếp. Giá thành đầu tư ban đầu làm bè thủy sinh không nhiều, thời gian nhanh, có thể sử dụng lâu dài. Vì vậy, phương án bè thủy sinh được coi là giải pháp thân thiện phù hợp cải thiện kênh rạch bị ô nhiễm. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Trung Hoàng Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo bắt ba đối tượng cướp gần 3,8 tỷ đồng trong ngân hàng rồi tìm cách trốn thoát. Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh. Gặp gỡ nhà nông chăn nuôi heo trồng bưởi da xanh thu về hơn 15 tỷ đồng mỗi năm. Một quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng cướp tài sản tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Xuân Bứa, quận Hóc Môn vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, 30 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, Lâm Phúc Lợi, 23 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, trú tỉnh Bến Tre. Bước đầu công an xác định 3 đối tượng này đã cướp gần 3,8 tỷ đồng, đồng thời xác định Mỹ là đối tượng cầm đầu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do nợ nần không có khả năng trả nên gặp nhau bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp tại một phòng giao dịch ngân hàng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Mỹ và Lợi đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế, tiếp đó mua một xe máy và sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án. Đồng thời, phân công Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua, ba đối tượng này đến một phòng giao dịch ngân hàng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thực hiện cướp tài sản ngân hàng. Sau khi tiến hành điều tra truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời cũng bắt giữ lợi và tuyền tại nơi lẫn trốn. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt đối với 22 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại 460 tỷ đồng xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Hải giai đoạn 2. Các bị cáo bị tuyên phạt về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn cựu lãnh đạo Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC gồm Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc, lãnh án 5 năm 6 tháng tù. Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, 42 tháng tù. Hai cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng, 11 năm tù và Lê Quang Hào, 8 năm tù các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 2 năm án treo cho đến 10 năm 6 tháng tù. Dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi giai đoạn 2 có chiều dài hơn 74 km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi khi vừa đưa vào khai thác đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là trong quá trình thi công, các bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu nguồn, thiết kế phối trộn thi công thử đến thi công đại trà các lớp vật liệu. Các bị cáo đã lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình, đánh giá chất lượng thi công đảm bảo để được thanh toán theo dự toán đã phê duyệt và đưa công trình vào khai thác sử dụng, dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 27 tháng 10 thì tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gọi đến người dân đều hiển thị tên định danh. Ở tương tự, cuộc gọi của doanh nghiệp diễn thông tới khách hàng cũng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, một số đối tượng đã sử dụng số thuê bao cố định, di động giả mạo, xưng danh là Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng, Nhà mạng diễn thông gọi điện đến số điện thoại cố định di động của người dân. Mục đích của các đối tượng là thu thập thông tin nhằm hù dọa, lừa đảo để từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân. Hiện tượng này đang có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Để phòng chống hình thức lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Diễn thông triển khai cấp tên định danh Voice Brand Name, cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời cấp tên định danh cho các nhà mạng diễn thông di động cố định như vnpt viettel mobifone fpt giải pháp này được đánh giá cũng sẽ giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo cùng với nhiều thông báo rộng rãi việc bộ thông tin và truyền thông và các nhà mạng sử dụng tên định danh cho các số điện thoại có tương tác với người dân thì bộ thông tin và truyền thông cũng nêu rõ là các số điện thoại gọi đến người dân mà đối tượng xưng danh là đơn vị thuộc bộ hay doanh nghiệp diễn thông nhưng không hiển thị tên định danh kèm theo thì đều là các số điện thoại giả mạo có dấu hiệu lừa đảo khi nhận cuộc gọi từ các số điện thoại giả mạo, người dân cần phản ánh tới các đầu số tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo của Bộ Thông tin và Truyền thông là 156 5656 hoặc phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao của mình để yêu cầu xử lý. Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy là ngoài sầu riêng, thì năm nay bưởi cũng là loại trái có kim ngạch xuất khẩu tăng cao. Và tính trong 8 tháng năm nay thì xuất khẩu bưởi đã đạt 29,6 triệu đô la Mỹ, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2022, tăng mạnh nhất trong 5 năm qua. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trước đây bưởi Việt Nam chỉ xuất sang thị trường EU hoặc Trung Đông, nhưng từ cuối năm 2022 đến nay, nhờ ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch vào Mỹ, New Zealand nên xuất khẩu tăng trưởng đột biến. Ngoài ra, chất lượng bưởi da xanh của Việt Nam ngày càng nâng cao nên được nhiều quốc gia ưa chuộng. Cục Bảo vệ Thực vật cũng cho biết, đến nay bưởi tươi Việt Nam đã được xuất khẩu sang 12 quốc gia và dùng lãnh thổ. Hiện cả nước có hơn 105.400 hecta trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn một năm, với các chống bưởi đa dạng đặc trưng cho từng dùng miền. Dùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng bưởi khoảng 32.000 hecta với sản lượng 369.000 tấn một năm. Đây cũng là dùng trồng nhiều bưởi da xanh nhất. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Trịnh Văn Lực, trú tại xã Xuân Dân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Với nghị lực vượt khó, anh đã xây dựng thành công mô hình trang trại chăn nuôi heo và trồng bưởi da xanh, mang lại nguồn thu hơn 15 tỷ đồng một năm. Bệnh tật khiến kinh tế gia đình anh Trịnh Văn Lực kiệt quệ và từng có tên trong danh sách hộ nghèo của xã. Nhưng với nghị lực vượt khó, anh không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kế làm giàu. Những năm 2014 đến 2015, phong trào trồng bưởi ở địa phương phát triển mạnh, nhu cầu về nguồn cây giống rất lớn. Không để lỡ cơ hội, anh Lực mạnh dạng gia vốn đi buôn cây, trở thành nguồn cung cấp cây bưởi giống. Từ tiền bán cây giống và dây mượn thêm, anh đầu tư mua 2,5 hecta đất vườn đồi xây dựng mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi heo và trồng bưởi da xanh. Khi chăn nuôi thì đầu tiên là phải an toàn sinh học. Đấy, an toàn sinh học không biết là phải cấm các các thứ sinh cách ni các thứ người gọng cách ni xe cộ vận chuyển xe cáo nước hoặc người lạ nữa mình hạn chế mình phát xin là phải đầy đủ chăm sóc tốt môi trường phải tốt chuồng trại tốt thì nó thành công được còn cây bưởi xanh này thì thực ra nó là cây bưởi là rất khó tính nếu muốn thành công thì phải chăn nuôi đấy vì cây bưởi xanh thì nó nó đòi hỏi dinh dưỡng rất cao mà phải là hữu cơ Đến nay, Trang trại của anh dần phát triển đã có đàn heo quy mô 250 con heo nái và 1.200 heo thịt. Dường bưởi da xanh cũng mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập lớn. Hiện anh có 600 gốc bưởi da xanh đang cho thu hoạch. Tổng thu nhập đạt hơn 15 tỷ đồng một năm, trừ hết chi phí thu lợi nhuận trên 2 tỷ đồng một năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Lực còn nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn các hội viên nông dân khác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Với những nỗ lực thành quả đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp và công tác xã hội, vừa qua, anh Lực Vinh Dự là một trong 100 nhà nông tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Sáng nay, cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa đón hai tàu du lịch quốc tịch Đức và quốc tịch Bahamas đưa du khách quốc tế đến tham quan thành phố Hạ Long. Tàu du lịch Viking Orion đưa 900 khách đến từ châu Âu và Mỹ, còn tàu Silver Mills chở 300 khách châu Âu. Dự kiến khách du lịch trên các tàu này sẽ đi tham quan Vịnh Hạ Long, Chùa Cái Bầu, City Tour, thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Việc hai tàu du lịch đầu tiên đưa 1.200 khách đến với Hạ Long là khởi đầu tốt để Quảng Ninh sẵn sàng đón những đoàn khách quốc tế bằng đường biển trong thời gian tới. Cùng ngày, tại cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức đón và tặng qua đoàn Farm Trip Ấn Độ gồm 19 thành viên là các công ty lữ hành đi khảo sát xây dựng tour đưa du khách Ấn Độ đến Quảng Ninh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.